Thành Thức lên tiếng về tin đồn tình cảm với Diệp Bảo Ngọc. Diệp Bảo Ngọc vừa có buổi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình với sự chào đón của hàng trăm người hâm mộ đến từ khắp mọi nơi. Mặc dù tham gia nghệ thuật hơn 13 năm nhưng đây là lần đầu tiên nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc tổ chức buổi giao lưu với người hâm mộ. Nữ diễn viên phim Lật Mặt 6 tỏ ra hồi hộp và vui mừng khi đón chào những fan trung thành và cả những khán giả yêu mến mình trong thời gian gần đây. Diệp Bảo Ngọc dành tặng món quà âm nhạc đầu tiên trong chương trình là ca khúc Chung Đôi. Sự xuất hiện của người chồng Thanh Thức trong Lật Mặt 6 khiến khán giả vô cùng thích thú. Tuy không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng nam diễn viên cũng hoàn thành xong ca khúc cùng với vợ của mình. Anh chia sẻ với mọi người về tính cách cũng như sự chuyên nghiệp của bạn diễn qua những bộ phim mà cả hai cùng tham gia. Tại sự kiện, Thanh Thức chia sẻ về mối quan hệ với nữ diễn viên khi thời gian qua khán giả tích cực đẩy thuyền. Anh cho biết, tôi quý mến Ngọc qua cách làm việc cũng như tài năng mà cô ấy thể hiện qua những dự án chung. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là bạn và luôn mong rằng khán giả vẫn ủng hộ cặp đôi này trong các dự án khác. Trả lời cho câu hỏi Thanh Thức có bao giờ lung lay trước nhan sắc của Diệp Bảo Ngọc hay không, nam diễn viên cho biết thêm. Nếu đứng trước một vẻ đẹp như Diệp Bảo Ngọc thì tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng lung lay. Tuy nhiên, tôi là người rạch ròi giữa công việc và những cảm xúc cá nhân. Với tôi, đó là sự ngưỡng mộ của một người anh, một người đồng nghiệp mà thôi.